Top 5 doanh nghiệp bất động sản công nghiệp còn nhiều quỹ đất nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu thứ 5 là SSC. Tất nhiên là trước SSC thì cũng còn một doanh nghiệp nữa có bất động sản lớn hơn, đó là VGC, Vigra Serra. Tuy nhiên Vigra Serra thì lại kinh doanh liên quan đến vật liệu xây dựng rất nhiều. Thì do đó chúng tôi chia sẻ đó là cổ phiếu SSC. Diện tích thương phẩm của họ còn khoảng 600 ha. Tiền với tương đương tiền là 294 tỷ, nợ vay của họ là 2.206 tỷ, nợ vay ròng là 1.912 tỷ. Trên cái vốn chủ sở hữu có 1.473 tỷ, như vậy nợ vay rất là cao. Vốn hóa thị trường, tức là giá của cả công ty này trên thị trường là 3.830 tỷ và định giá PB của họ bằng 2.6 lần. Thì nguyên nhân vì sao mấy công ty này vay nợ rất là lớn như thế? Bởi vì cái công ty này nó không những là chỉ phát triển mỗi khu công nghiệp không, nó là phát triển một tổ hợp đầy đủ bất động sản công nghiệp, rồi là nhà ở cho cán bộ công nhân viên ở khu công nghiệp đó, rồi là có cả cái sân golf rất là to ở Vũng Tàu, do đó cái nhu cầu vốn của họ đầu tư phát triển là rất lớn. Thì cái doanh nghiệp này trả cổ tức sẽ ít và thấp, tuy nhiên cái triển vọng lâu dài của nó với cái quỹ đất lớn sạch và nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp bây giờ rất lớn, thì cổ phiếu này cũng tỏ ra khá là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư thích bất động sản công nghiệp nhưng mà kỳ vọng có một cái sự tăng trưởng mạnh trong tương lai, thì rất là xứng đáng để xem xét về cổ phiếu SSC này.